Xin chào đón quý bà con và các bạn đến với kênh Giá Thanh Long của bài biên tập chúng tôi. Đây là kênh chúng tôi chia sẻ, cập nhật về giá thanh long hàng ngày. Giá thanh long luôn biến động thất thường tùy vào vườn, vào lái, đoạn đường vận chuyển sẽ có sự chênh lệch khác nhau về giá cả. Hy vọng quý bà con và các bạn sẽ yêu mến kênh cũng như ban biên tập chúng tôi. Thanh long Bình Thuận hiện cũng đang phải cạnh tranh với thanh long từ các tỉnh thành khác như Tiền Giang, Long An, nơi có vùng trồng thanh long tập trung, và hơn 30 địa phương trồng được loại cây này với quy mô từ 100 đến 300 hecta. Thêm vào đó, diện tích thanh long trên thế giới tiếp tục có xu hướng tăng lên. Riêng Trung Quốc, thị trường truyền thống chủ lực về nhập khẩu thanh long của Việt Nam, đã tăng nhanh diện tích đáng kể trong thời gian qua, với Ấn Độ được xem là thị trường lớn tiềm năng cũng có chủ trương tăng sản lượng nhằm phục vụ nhu cầu trong nước với diện tích từ 3.000 đến 50.000 hecta thanh long trong 5 năm tới. Thế nên dự báo thời gian đến, đầu ra cho trái thanh long Bình Thuận có thể gặp nhiều thách thức do liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị gắn với chế biến, tiêu thụ hiện chưa đáp ứng yêu cầu sản xuất hàng hóa lớn, trong khi tiêu thụ nội địa chỉ chiếm tỷ lệ khoảng 15%, sản lượng còn lại 85% được xuất khẩu. Đến nay, thanh long Bình Thuận đã xuất qua hơn 20 thị trường, chủ yếu là châu Á, nhưng trong xuất khẩu khoảng 2-3% là xuất chính ngạch, còn lại 97-98% là xuất khẩu theo đường tiểu ngạch. Thanh long ruột trắng Bình Thuận hàng đẹp về vừa, bò đẹp loại 75% 14.000 đồng một ký, loại 80% 15.000 đồng một ký, loại 90% 16.000 đồng một ký, bò sàn loại 75% 12.000 đồng một ký, loại 80% 13.000 đồng một ký, loại 90% 14.000 đồng một ký. Hàng giạt có mức giá từ 7.000 đến 9.000 đồng một ký. Thanh long ruột đỏ Bình Thuận hàng đẹp về vừa có mức giá từ 29.000 đến 31.000 đồng một ký, tùy theo vừa. Giá thanh long lên xuống một vài ngàn, tùy thuộc theo từng vừa, tùy thuộc theo từng thương lái, cũng như tùy thuộc vào mẫu mã, chất lượng và hàng hóa của sản phẩm. Thanh long ruột đỏ miền Tây về vừa, loại 1, 31.000 đồng một ký, loại 2, 26.000 đồng một ký, loại 3, 21.000 đồng một ký, loại 4, 14.000 đồng một ký, loại 5, 9.000 đồng một ký. Thanh long ruột trắng miền Tây về vừa, hàng đẹp có mức giá từ 13.000 đến 15.000 đồng một ký, hàng sàn có mức giá từ 11.000 đến 13.000 đồng một ký, và hàng giạt có mức giá từ 5.000 đến 6.000 đồng một ký. Giá thanh long lên xuống một vài ngàn, tùy thuộc theo từng vựa, tùy thuộc theo từng thương lái, cũng như tùy thuộc vào mẫu mã, chất lượng và hàng hóa của sản phẩm. Xin cảm ơn quý bà con và các bạn cũng như quý vị khán thính giả luôn theo dõi, yêu quý và đồng hành cùng ban biên tập chúng tôi. Và chúng tôi cũng rất vui khi quý bà con và quý khán thính giả truyền tải thông tin đến tất cả mọi người. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong các video tiếp theo. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.